Sáng ngày 13 tháng 5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại phòng họp Chiên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong gần một năm qua, các vị đại biểu Quốc hội đã bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân, gần gũi lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, bám sát thực tiễn để truyền tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động về mọi mặt. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã luôn chủ động, tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét quyết định và đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đó, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã xử lý 133 vụ, tạm giữ 115 phương tiện các loại sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan đêm qua 22 tháng 5, khi hàng trăm ngàn cổ động viên đã tràn ra đường ăn mừng. Trong số đó có 115 phương tiện đi bão bị Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Trước đó, Phòng BC08 nhận định tình hình và cắt cử 100% lực lượng túc trực ở nhiều tuyến đường trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm. Những hành vi vi phạm gồm vi phạm nồng độ cồn 44 vụ, xe ô tô bán tải chở người trên thùng xe 8 vụ, xe ba gác 10 vụ, xe mô tô chở trên 2 người 14 vụ, người điều khiển xe mô tô không đội nón bảo hiểm 32 vụ, xe mô tô không có bộ phận giảm thanh 21 vụ, đi vào đường cấm 3 vụ, dừng đổ xe không đúng quy định 2 vụ, lưu thông thành đoàn 2 vụ và xe thí điểm 1 vụ. Sáng ngày 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Sheko Dimitri, 33 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối 24 tháng 12 năm 2021, công an phường Hàm Tiến bất ngờ kiểm tra một căn nhà do người nước ngoài thuê trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Sheko Dimitri trồng 27 cây cần sa cao khoảng 1 đến 2 mét trong phòng ngủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình chăm sóc cần sa trong phòng ngủ, đối tượng Seiko sử dụng hệ thống tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ cho cây. Ngoài ra tại đây, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều tang vật liên quan. Tại phiên tòa, Seiko Dimitri khai bản thân bị thương ở cánh tay và thường xuyên đau nhức nên sử dụng cây cần sa để giảm đau chứ không nghiện, không buôn bán loại chất cấm này. Do vậy, Seiko Dimitri tỏ ra hối lỗi về hành vi của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sheko Dimitri 7 tháng tù giam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa còn kéo dài đến ngày 27 tháng 5, trong đó từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 có mưa vừa, mưa to. Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 28 tháng 5, khu vực Duyên Hải miền Trung và khu vực phía Bắc nước ta sẽ bước vào đợt nắng nóng cục bộ kéo dài đến đầu tháng 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 29 tháng 5, ở Nam Bộ và Tây Nguyên, hàng ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật. Sáng 23 tháng 5, ông Phan Trọng Dũng, trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lớn xảy ra từ đêm 21 tháng 5 đến 22 tháng 5 đã khiến nhiều diện tích lúa hoa màu trên địa bàn huyện Quế Phong bị hư hại nặng. Đặc biệt, 15 hecta lúa đang chuẩn bị thu hoạch đã bị mưa lớn tàn phá gây thiệt hại nặng cho bà con nông dân. Ghi nhận tại địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, mưa lớn đã gây sạt lở đất dọc tuyến quốc lộ 48 lên cửa khẩu Thông Thụ, làm đổ tường bao nhà, ngập úng hoa màu của người dân các bản Mường Việt và Mường Phú. Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến 3 nhà tại huyện Quế Phong và Quỳ Châu bị hư hỏng, 8 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. Hơn 238 hecta lúa ngô hoa màu tại huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Thanh Chương bị hư hại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gần đây, một căn bệnh do virus gây ra và phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi, sau khi có hơn 100 ca được ghi nhận hoặc nghi mắc tại châu Âu. Theo Reuters, các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở ít nhất 9 quốc gia, gồm Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh, cũng như ở Mỹ, Canada và Australia. Bộ Y tế Israel đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ thường có triệu chứng nhẹ với các biểu hiện đặc trưng của người bệnh là sốt và phát ban. Theo Sputnik, đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga Oleg Azarov cho biết, nhiều quốc gia châu Phi đã yêu cầu Nga giúp đỡ phân bón và lương thực
Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi đảm bảo tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở đối với lương thực, phân bón của Nga vào các thị trường thế giới. Ông giải thích rằng giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng lương thực phải có sự tham gia thị trường thế giới của các sản phẩm thực phẩm của Ukraine, cũng như thực phẩm phân bón do Nga và Belarus sản xuất. Chương trình Lương thực Thế giới cũng cảnh báo tình trạng thiếu nguồn cung ngày càng trầm trọng để nuôi những người gần chết đói ở miền đông châu Phi đang bị hạn hán.